Xin chào tất cả mọi người quay lại với kênh Thương MC Channel. Jessica Jung, bác Shin Hye được khen xinh hơn cả Hoa hậu Hàn Quốc tại sự kiện. Cựu thành viên SNSD Jessica, nữ diễn viên bác Shin Hye đã có màn đỏ sắc cực ấn tượng trên thảm đỏ, thậm chí lần lướt cả Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc. Đây có lẽ là một trong những màn thảm đỏ đỏ sắc gắt nhất của Kbiz từ đầu năm đến nay. Mới đây, thảm đỏ của W Korea đã diễn ra với sự hội tụ của rất nhiều tên tuổi đình đám, đã nhận được sự quan tâm đông đảo từ cư dân mạng Hàn Quốc và giới truyền thông. Sự kiện không chỉ quy tụ toàn những thần tượng diễn viên mà còn có sự xuất hiện của hoa hậu, người mẫu, thời trang đình đám và xứ sở kim chi. Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xuất chúng mà các gương mặt có mặt tại đây cũng đỏ dáng, đỏ sắc, gay gắt khi chọn diện lên mình những thiết kế thu đông. Đây có lẽ là một trong những thảm đỏ có màn đụng độ gắt gao nhất trong năm. Tính về riêng phái nữ thôi cũng đã thấy sự xuất hiện của hàng loạt mỹ nhân đình đám của Kbiz, từ idol, K-pop, diễn viên cho đến người mẫu, hoa hậu. Từ đây màn đỏ sắc của những mỹ nhân như hoa hậu Honey Lee, Jessica, Sanada Park, Park Shin Hye, Sunmi đã đặc biệt gây chú ý. Đặc biệt Jessica Jung cùng Park Shin Hye được nét gen Hàn Quốc khen ngợi vẻ đẹp, xuất chúng nổi bật làm lu mờ của hoa hậu Hàn Quốc. Với sự xuất hiện của dàn khách mời toàn là những mỹ nhân nổi tiếng trong làng giải trí, nên có thể thấy không có một gương mặt nào thắng thế trong cuộc đua nhan sắc này. Việc hơn thua nhau ở đây có lẽ chỉ là ở phần váy vóc trang điểm.